Xin chào quý vị nhà đầu tư. Thì hôm nay ngày mùng 3 tháng 12 năm 2019, Vingroup có công bố về việc sáp nhập Vincommerce Vineco với công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan thuộc tập đoàn Masan. Thì với cái thông tin này đưa ra thì đã có rất là nhiều các cái phản ứng, chủ yếu là phản ứng tiêu cực đối với các cái doanh nghiệp này, đặc biệt là đối với cổ phiếu Masan. Thì cổ phiếu này đã giảm 7% về sàn, tức là mức giảm kịch sàn đấy ạ. Trong cuối phiên này, qua những cái diễn biến như vậy thì có rất nhiều các cái câu hỏi mà nhà đầu tư đặt cho AZFIN về việc vì sao cái việc này lại diễn ra là thứ nhất, thứ hai là khi diễn ra thì lợi hại như thế nào. Thì sau đây thì tôi sẽ cùng với AZFIN phân tích mổ xẻ cùng với quý vị và các bạn để đưa ra được những cái kết luận đánh giá chuẩn nhất, phù hợp nhất cho cái việc đầu tư các cái cổ phiếu liên quan trong cái thương vụ này. Thì nội dung gồm 4 phần như sau. Thứ nhất là tổng quan về thương vụ này. Thứ hai là ba nguyên nhân mà Vin không còn thiết tha với VCM nữa. Thứ ba nữa là 5 lý do MCH thì muốn sáp nhập với VCM. Và thứ tư, ai sẽ được hưởng lợi và ai sẽ thiệt hại trong cái việc sáp nhập này. Thì trước tiên là về tổng quan về thương vụ. Ngày 3 tháng 12 2019, Vin công bố sáp nhập. Thì thứ nhất là Vincommerce và Vineco sẽ sáp nhập cùng với MCH để tạo lên một cái tập đoàn hàng tiêu dùng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, khi Vincommerce và Vineco là hai cái công ty hàng đầu trong cái lĩnh vực bán lẻ, còn MCH lại là công ty hàng đầu trong việc là sản xuất các cái mặt hàng tiêu dùng rất nổi tiếng. Thứ hai là Vin sẽ hoán đổi cổ phần của Vincommerce và Vineco để lấy cổ phần của cái công ty sau sáp nhập. Vin sẽ chuyển toàn bộ quyền kiểm soát sang Masan. Thứ ba nữa là tỷ lệ sở hữu của Vin tại Vincommerce hiện nay là 64,3%. Như vậy sau sáp nhập thì Vin sẽ chỉ là cổ đông thiểu số thôi. Masan sẽ nắm quyền kiểm soát toàn bộ. Và Vin cũng đang tiến hành chuyển toàn bộ cái quyền kiểm soát sang cho Masan đấy ạ. Thứ năm là Vincommerce thì sở hữu tới 2.600 siêu thị Vinmart cộng Vinmart tại 50 tỉnh thành, trong khi Vineco sở hữu 14 nông trường công nghệ cao. Như vậy có thể thấy là hai công ty này có quy mô cũng rất lớn. Về Vinmart và Vinmart cộng thì số lượng siêu thị đã đứng đầu trong các cái doanh nghiệp gọi là có hàng bán lẻ, hàng tiêu dùng liên quan. Ba lý do mà Vin muốn chuyển VCM cho Masan thì cũng xuất phát từ cái cấu trúc của tập đoàn đấy. Thì tập đoàn gồm có 4 cái mảng kinh doanh chính ấy. Mảng thứ nhất là mảng truyền thống nhất của Vingroup, đó là mảng bất động sản. Thì đây là mảng mang lại toàn bộ lợi nhuận cho tập đoàn Vingroup. Thì đây là một mảng rất là khỏe, cốt lõi và nó rất là khủng khiếp. Chính vì thế mảng này sẽ được Vin luôn luôn tập trung từ nay về sau. Thứ hai nữa là mảng consumer, tức là mảng tiêu dùng. Thì với Vinmart, Vinmart cộng và Vineco được chuyển. Và thứ ba nữa là mảng xuất, thì gồm có mảng sản xuất điện thoại và mảng sản xuất ô tô. Thì mảng này cũng đang trong quá trình đầu tư rất mạnh như mảng hàng tiêu dùng. Thứ tư là công nghệ cũng vậy, cũng đang trong quá trình đầu tư rất mạnh. Bởi vậy chúng ta có thể nhìn vào đây, mảng bất động sản thì có thể là nó chạy trơn tru một cách đơn giản hơn. Tuy nhiên ba mảng còn lại thì đều là đang trong giai đoạn đầu tư và đều đang lỗ rất lớn. Chính vì thế cho nên nguồn lực của Vingroup bị phân tán rất nhiều, Do đó là chúng tôi cho rằng cái lý do bao trùm nhất trong cái việc chuyển đổi này là việc Vin muốn tập trung để hiệu quả hơn những cái mảng mà Vin muốn coi nó là cốt lõi trong tương lai của mình. Thì chúng tôi tổng hợp được 3 lý do như sau. Thứ nhất là VCM và Vineco thì mỗi năm hiện nay lỗ tới 4.500 đến 5.000 tỷ. Trong khi đó nguồn vốn cần cho cái VCM và Vineco này để phát triển vẫn còn rất lớn. Do đó nếu mà chuyển cho MCH thì cơ bản là Vingroup thứ nhất là giảm được lỗ. Tiếp theo nữa là họ sẽ không phải bơm tiền cho cái doanh nghiệp này nữa, từ đó tập trung nguồn lực được tốt hơn vào mảng VinFast và VinSmart. Thứ hai nữa là chuyển quyền kiểm soát cho Masan thì Vin dồn được toàn bộ lực cho cái phát triển ô tô và điện thoại, họ đỡ phải phân tâm sang mảng khác nữa. Thêm vào đó, đó là họ có thể có thêm cái nguồn tài chính từ quá trình sáp nhập này để tập trung cho VinFast và VinSmart. Thì như chúng ta có thể thấy rằng, hiện nay tập đoàn Vingroup đâu đó nợ khoảng độ 100.000 tỷ đồng và áp lực trả lãi vay không mỗi năm cũng lên đến khoảng độ 8.000 tỷ đồng.
Đó. Và trong khi thì VinFast và VinSmart thì hiện nay vẫn lỗ trên 10.000 tỷ đồng theo ước tính của chúng tôi cho năm 2019. Bởi vậy cái việc sát nhập này rất cần thiết. Thứ ba là kết hợp với Masan là một doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng số 1 của Việt Nam thì nó sẽ có giá trị cộng hưởng rất tốt cho VCM cũng như là cho tập đoàn Vin. Chính vì thế cho nên đây chính là ba cái nguyên nhân chính dẫn đến Vin muốn chuyển VCM cho Masan. Tiếp theo, vậy thì năm lý do mà Masan muốn sát nhập VCM như thế nào? Thì chúng ta có thể thấy dựa vào cái cơ cấu của cái đế chế Masan này. Đó. Thì thứ nhất là về tài chính thì có ngân hàng Techcombank, rồi là Masan Resort, tức là tài nguyên thì có công ty tài nguyên Masan, vân vân và vân vân. Và đặc biệt mảng quan trọng nhất và mang lại tiền nhiều nhất cũng như lớn nhất cho Masan đó chính là mảng hàng tiêu dùng. Thì mảng hàng tiêu dùng của Masan sở hữu rất nhiều các cái thương hiệu nổi tiếng khủng khiếp. Bởi vậy cho nên là cái việc sáp nhập VCM vào cũng nằm trong cái chiến lược phát triển của tập đoàn này. Thì trước tiên, thứ nhất đó là chiến lược của Masan là từ trang trại đến bàn ăn. Tức là công ty này muốn cung cấp một cái hệ thống, gọi hệ sinh thái toàn diện. Họ muốn cung cấp từ trang trại đến bàn ăn. Chính vì thế cho nên hiện nay họ còn thiếu duy nhất hệ thống bán lẻ nữa thôi, là cái hệ sinh thái này được hoàn thiện một cách hoàn hảo. Thứ hai là nếu có được VinEco thì Masan sẽ bổ sung được thêm 14 cái nông trường công nghệ cao cho cái mảng thực phẩm đang phát triển rất mạnh của mình. Thay vì họ phải tự phát triển được cái quy mô này thì họ cũng phải mất vài năm, thì họ có được thì họ đỡ phải mất rất nhiều công sức. Thứ ba nữa là Vincommerce sẽ tiêu thụ các cái sản của phẩm của Masan nhiều hơn và thúc đẩy tăng trưởng tập đoàn Masan mạnh hơn. Bởi vì thay vì nhập nhiều các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh thì lúc này Masan có quyền quyết định nhập nhiều hơn các sản phẩm của mình và hạn chế các sản phẩm của đối thủ. Ví dụ như hiện nay là nước mắm của Masan chiếm tuyệt đối trên thị trường với 76%, nước tương 78%, tương ớt 37%, mì ăn liền 17%, cà phê Hà Tăng 40%. Rồi là nước khoáng Vĩnh Hảo, rồi bia Sư Tử Trắng, rồi thịt mát Meat Deli vừa mới phát triển. Có được một cái hệ thống phân phối bán lẻ của riêng mình thì chắc chắn là Masan sẽ đẩy được cái tiêu thụ các cái sản phẩm này tăng trưởng ngày càng mạnh hơn, thay vì việc là phải nhập của các cái đối thủ khác như ngày xưa Vin còn làm. Đó. Thứ tư nữa là Masan thì tính rất xa đến việc Alibaba, Amazon, rồi các cái chuỗi về thương mại điện tử, rồi các cái chuỗi về thực phẩm lớn, hàng tiêu dùng lớn. Khi mà những cái chuỗi này đã gọi là rất là quen thuộc với người tiêu dùng thì họ sẽ có cái quyền đàm phán lớn hơn rất nhiều. Chính vì thế lợi nhuận trong tương lai sẽ ngày càng rời xa Masan hơn, bởi vì Masan sẽ bị ép cho đến bằng chết thì thôi. Lịch sử đã cho thấy ở đối với Amazon thì họ đã ép cho rất nhiều các cái doanh nghiệp phải bỏ chạy rồi, bởi vì họ gần như là họ lấy cái lợi thế tiếp xúc khách hàng, hệ thống khách hàng, big data để họ chèn ép các cái nhà cung cấp. Vì thế cho nên là Masan cần phải chuẩn bị cho mình một cái hệ thống phân phối bán lẻ đủ lớn để có thể chủ động được trong cái việc tiêu thụ sản phẩm của mình, cũng như có được cái sức mạnh hơn trong cái đàm phán nếu sau này phải đối mặt với Alibaba hay là Amazon. Thứ năm nữa là MCH sẽ tránh được một cái khoản thuế rất lớn. Khi mà VCM hiện nay đang lỗ lũy kế khoảng 10.000 tỷ thì chúng ta hiểu rằng cái công ty mới này sẽ không phải đóng thuế đến khi bù đắp được những cái khoản lỗ này. Thế do đó đây cũng là một cái lợi thế rất tốt mà Masan sẵn sàng sáp nhập với VCM. Chính vì năm cái yếu tố trên, thành ra VCM là một cái lựa chọn vô cùng hợp lý cho cái quá trình phát triển của tập đoàn Masan. Thì như vậy, ai sẽ được hưởng lợi và ai sẽ thiệt hại? Thì theo chúng tôi, trước tiên là Vin, đây sẽ là bên có lợi đầu tiên. Khi thứ nhất là họ bớt được gánh nặng bù lỗ cho VCM và VinEco và tập trung vào chiến lược lớn của họ, đó là VinSmart rồi là VinFast. Bên cạnh đó thì Vin cũng có thể có thêm một khoản tiền phục vụ cho VinFast và VinSmart nếu bán cổ phần đi.
Điều này sẽ ngày càng có ý nghĩa hơn khi hiện nay cái thị trường bất động sản của chúng ta đang có dấu hiệu là tạo đỉnh. Đó. Thứ hai là các nhà sản xuất sản phẩm cạnh tranh với MCH thì chúng tôi cho rằng sẽ ít nhiều bị thiệt hại do cái hệ thống của Vincommerce này hiện nay cũng là cái hệ thống lớn thứ hai trong các cái chuỗi bán lẻ hàng tiêu dùng chỉ sau mỗi Cookmark thôi ạ. Và quy mô của nó hết năm nay có thể gấp gần 3 lần Big C hay Metro hay là rất nhiều các cái chuỗi khác như Aeon Mall. Đó, rất lớn. Và cái chuỗi này vẫn đang tiếp tục tăng trưởng rất là mạnh. Và thứ ba là các cái chuỗi bán lẻ khác theo chúng tôi cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi chuỗi mới này sẽ có lợi thế về giá vốn hơn rất nhiều do các cái sản phẩm của Masan cung cấp thì họ tiết giảm được rất là nhiều các cái chi phí, giá vốn nó thấp hơn, họ chủ động hơn. Thứ tư là Masan sẽ được hưởng lợi theo khía cạnh. Một là tăng sản lượng sản xuất của các cái sản phẩm hiện nay, ví dụ như nước mắm rồi là nước khoáng đóng chai rồi tương ớt rồi là xì dầu rồi là mì tôm, cà phê vân vân, và tiết giảm được nhiều chi phí trung gian, chi phí mở rộng và lợi thuế. Đấy là những cái mặt mà sàn sẽ được lợi. Tuy nhiên, mặt hại như chúng tôi vừa trao đổi đó là Vincommerce hiện nay lỗ khoảng 4.500 đến 5.000 tỷ một năm. Vì thế, khi sáp nhập vào thì MCH cũng phải gánh cái phần này. Đó, thì chúng tôi cho rằng cái việc này, việc lợi có bù được hại hay không còn là một câu hỏi nan giải. Đó, trong tương lai mà Masan cần phải xử lý. Bên cạnh đó thì Masan cũng không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ. Rõ ràng họ rất có nhiều kinh nghiệm trong việc phân phối bán buôn, nhưng bán lẻ lại là một chuyện khác. Đó, và hiện nay MCH có lợi nhuận hàng năm khoảng độ gần 4.000 tỷ. Thì như vậy nếu mà Vincommerce hiện nay đang lỗ 4.500 đến 5.000 tỷ thì chúng tôi cho rằng trước mắt 1-2 năm tới về cơ bản MCH sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều do phải bù cho cái chuỗi mới sát nhập này. Thì trên đây là những cái trình bày của tôi, mổ xẻ của tôi cùng với các bạn về trường hợp của Masan. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại.